À, giờ em sẽ cho các chị xem hình mà em đã thiết kế nhé. Đấy, đầu tiên là cái tòa nhà chung cư sân bóng. Tòa nhà chung cư sân bóng này thì ở đây sẽ gắn cái tên tòa nhà. Cái xe buýt này em đã sửa thành buýt trường học mà chuyên chở học sinh đi này, 297 mã của mình này. Đấy, còn bên này là sếp và nó sẽ ra hình sân bóng. Đấy, sân bóng, sân vận động huyện Phú Xuyên. Đấy. Thứ hai là mô hình nhà chung cư. Đấy, thì các chị thì gấp dán vào thôi nó sẽ rất là nhanh. Đây này homestay luôn. Rồi, thứ ba là trung tâm thương mại. Tổng cộng là có 15 hình. Thì là nếu mà các chị in hết 15 hình này cắt ra thì sẽ được đầy đủ hết một cái tấm to của các chị. Đấy. Ví dụ các chị đọc cái bên này là nhà nhà gom pin này. Hết thu gom pin đã sử dụng để bảo vệ môi trường này. Đó, đây khu nhà xanh, khu nhà đỏ này thì là cây điện thoại công cộng gọi điện. Còn đây là xe buýt 06 ra mắt Cầu Rẽ, đấy ở quê mình nhắc đến là ai cũng biết xe đạp. Còn bên này thì là trung tâm thương mại huyện Phú Xuyên. Đấy, thành phố thì sẽ có trung tâm thương mại. Còn đây này là quán cà phê. Đấy, ngoài ra thì em sắp xếp thêm một số cái cây xanh để trang trí thêm xung quanh. Đấy, còn đây là bệnh viện này. Tất nhiên là đầy đủ hết. Đây là bệnh viện huyện Phú Xuyên này. Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên này. Đấy. Đây là cái sơ đồ nóc ép. Em cũng có chèn thêm mấy cái xe. Ở đây có cả cục phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nữa. Mấy cái hình này là để chèn thêm này, chèn thêm cái khu vườn VAC này. Đấy. Thêm cả tên cái khách sạn. Ví dụ đội phòng cháy chữa cháy này. Đó, cháy chữa cháy. Đây xe cứu hộ này. Máy bay ở trên tầng các tòa nhà này. Cứu hộ cứu nạn khẩn cấp này. Còn là di rời dân cư khi có cháy hay là bão lũ. Đây còn đây là đặt tên khách sạn 5 sao Thao Chính này, khách sạn 5 sao Mỹ Lâm này. Đấy. Còn đây là ba cái nhà máy thủy điện. Đây là cái nhà máy điện gió Nam Phú này, nhà máy điện mặt trời Phú Minh cho chị Huệ này, nhà máy thủy điện Tân Dân này. Đó. Lấy tên những cái vùng miền xã. Đấy. Màu khác nhau. Phần này là phần trường học. Trường học thì em có đấy, trường học thì có rất nhiều học sinh, cây xanh đặt tên là trường mầm non Nam Triều. Đấy thì là có cái biểu tượng logo của chị Huệ gửi cho. Ngoài cái trường mầm non này thì sẽ còn cái trường Vincun nữa, tại vì Phú Xuyên thuộc trong cái kế hoạch của thành phố là sắp tới là sẽ làm khu đô thị vệ tinh. Đấy, khi mà phát triển thì hy vọng là sẽ có tập đoàn VinFast về VinGroup ấy, về tài trợ xây trường thì là sẽ liên thông từ tiểu học đến phổ thông, gói gọn trong một thành phố luôn. Đây là những câu khẩu hiệu cho mầm non Nam Triều của nó mẹ hiền. Đấy, khi mà cắt từ những cái khác này, khi mà cắt dán ra em đã lấy những cái hình này sẵn rồi. Đấy. Còn những hình này sẽ để chèn thêm trong cái khu vườn, khu thành phố. Ví dụ như là cái đây còn là cái khu tổ hợp làng nghề. Đấy thì tất cả những cái làng nghề truyền thống của Phú Xuyên sẽ tập hợp hết ở đây, rồi buôn bán trưng bày sản phẩm, marketing thương mại. Còn đây là những cái homestay Tân Dân thì sẽ đặt ở dưới những cái chân núi, cuối tuần thì cho các con lên chơi.
Đấy, đây là cái trạm cứu hộ động vật đấy, đặt trong thành phố. Còn đây là những cái xe ô tô. Ngoài ra thì như chị Huệ thích cái bảo tàng cách mạng. Đấy, đây là cái trường học Vinschool đầu tư về Phú Xuyên, sẽ nhân thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông thì sẽ học cùng. Và cái trường này theo em nó sẽ đặt cạnh cái trường mầm non của mình, rất hợp lý. Con học xong mầm non là nên trường tiêu chuẩn quốc tế luôn. Đây là phần xe cảnh sát giao thông 29 A biển số rất đẹp đấy. Còn đây là bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy ở Nam Quốc này. Đây có hình ảnh ông bảng ông bác sao cờ tổ quốc này. Hình chiến sĩ cách mạng này. Đấy ở ba mặt luôn. Đây là cái mô hình bảo tàng riêng về cái phần này thì là trang trại sẽ thiết kế cái hồ sen, hồ thả cá, rồi biển nhân tạo. Đấy, chúng ta sẽ làm nền là hai cái này để xe. Đấy, ngoài ra thì còn có trang trại khép kín tự động hóa. Đấy, còn những phần này là em thêm để tạo nó cho vào công viên, rồi hướng dẫn trẻ con trồng cây, bảo vệ môi trường, môi trường xanh. Phần này thì sẽ có những cái cột điện cao áp để dẫn điện về thành phố, rồi có cây xanh và có những cái thùng đựng rác để cho mọi người bảo vệ môi trường, không xả rác ra bên ngoài nhiều. Đấy, rồi có những cái siêu thị Vinmart. Đấy, một cái thành phố hiện đại thì không thể thiếu cái siêu thị Vinmart này. Đấy, bên này thì thêm ra những cái cây xanh để chèn vào thành phố nữa. Đây là cái khu bốn cái nhà máy xử lý chất thải này, nhà máy tái chế, nhà máy sinh học này, một cái nhà máy nữa chế phẩm sinh học xử lý nguồn nước. Đó. Hai ngôi nhà bên này các chị có thể cho là thư viện sách hoặc một cái nhà gì đấy. Rồi, bây giờ đến cái phần chùa, ngôi chùa và nhà thờ. Khá là khó thì em có mô hình rồi nhưng mà không thể cắt dán được, mất rất nhiều thời gian. Thì đây là cái trang trại khép kín tự động hóa đã có theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đấy, có hình những cái em bé đang chăm sóc. Còn đây là hình nhà thờ. Thì khi mà các chị cắt dán cái này xong thì là sẽ dán cái mặt nhà thờ em để trên này này. Đấy, đấy, lộn ngược lại. Dán đè cái hình Chúa Giêsu này. Còn ngôi chùa cũng thế, sau khi cắt dán xong thì dán cái hình này xuống cái này, hình này vào đây, lấy hai cái mặt tiền thôi thì nó sẽ đơn giản đi cái ngôi chùa. Ví dụ ngôi chùa này, chùa Giáng này. Chùa Giáng. Còn cái nhà thờ thì em đặt tên là nhà thờ sổ. Nhà thờ sổ. Đấy, nhắc trên đầu là có hình đến đấy. Nhà thờ sổ Chúa Giêsu rồi cha và các con. Đấy, đây là hình Chúa Giêsu này. Đấy, nó rất là sinh động. Rồi những cái hình con chim hay bò biết này là em thêm vào để cho nó đỡ phí giấy. Mình tận dụng. Đấy, tiết kiệm. Và cuối cùng thì là cái thư viện sách của cây xanh. Cái sáng em làm thư viện sách và cây xanh. Đây là thư viện sách của thành phố này. Mình các con đọc sách này. Và những cái cây xanh trang trí xung quanh thành phố này, tàu biển này. Những phần này là hàng rào, các chị trang trí xung quanh thêm. Mình không phải vẽ hay là ta không phải làm cái phức tạp, mình quay hay là cái vật gì đấy. Đây là trạm sạc xe điện này. Cây ăn quả này, hoa này, rác này, đây là phân loại rác, đấy, ba loại thùng rác. Còn đây là khu quay thì chúng ta đặt ở công viên. Đấy thì là một cái mô hình cơ bản nó sẽ là có gần đấy.
gồm 15 tờ, 15 tờ này là của A0, in giấy in ảnh cán ni lông thì sẽ để được hơn chục năm ở trong nhà. Đó. Thì các chị cùng nhau nghiên cứu, thì có gì mai bắt đầu triển khai và có cái gì mới thì báo em.